bạn thân mến, hôm nay mình mời các bạn đi xem chung cư của đại gia ở Mỹ. Những chung cư này là chung cư nằm trên bãi biển trong một thành phố rất nổi tiếng ở Florida, thành phố Sunny Isles. Bên mặt là những chung cư rất mắc tiền ở bãi biển, bên trái là những chung cư cao cấp và rẻ tiền hơn vì nó không nằm trên bãi biển. Những chung cư không nằm trên bãi biển thì trị giá từ 500.000 đô la trở lên. Chung cư ở trên bãi biển thì trị giá bắt đầu từ 1 triệu đô la trở lên. Những chung cư này rất là cao cấp. Hôm nay mình cho bạn xem hai chung cư cao cấp nhất ở đây. Thứ nhất là chung cư Aqualina, một căn phòng hộ họ là từ 3.000 square foot, tức là còn hơn, to hơn cái nhà bình thường. Một mặt ngó ra đường, một mặt ngó ra biển, có hồ nước, có tất cả những dịch vụ để cung phụng người làm chủ. Trên chung cư cao cấp đó bạn, người chủ nhà rất có quyền, họ không sợ ban quản trị chung cư, tại vì phần đông là họ có luật sư đứng phía sau, cho nên những chung cư cao cấp thì ở và thanh bình, không bị những cái nhỏ nhoi như ở chung cư ít tiền. Đây là cái Porsche Tower, là cái này là đặc biệt, là chung cư này dành cho những người yêu thích xe mà xe họ mắc quá, họ không muốn đậu trong bãi parking. Chung cư này cũng vậy, dòm ra biển. Đó, nằm ngay trên bãi biển. Thì cái này là cái lobby của họ nè. Đây là phòng khách ngó ra bãi biển. Cái đặc biệt của chung cư này là nó có những cái, nó có cái thang máy đưa thẳng xe của chủ nhà lên, là hồ tắm ngó ra biển. Thang máy này đưa thẳng xe của chủ nhà lên tới tận tầng lầu. Mỗi tầng lầu thì chỉ có hai gia đình. Và bạn thấy cái xe nằm trong phòng khách luôn không? Bên này là phòng khách, bên này là xe đậu đó. Đây là cái thang máy to đưa xe từ ở dưới lầu đi cho trên nhà. Nhưng không, cái thang máy này nó có chứa nguyên cái xe luôn. Và thang máy này nó sẽ bốc cái xe từ ở dưới lầu đi lên lầu. Đây là phòng ngủ dòm ra biển. Đây là phòng TV. Bạn có thấy cái xe để trên tường không? Đó là cái xe thật đó bạn, họ treo lên tường đó. Hello from Miami Beach, Florida. Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay Hồng Ánh muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài. Tại sao những người đại gia tại Mỹ thích mua nhà chung cư? Đằng sau của Ngọc Ánh là các bạn, là những chung cư mà từ những đại gia tại Mỹ và toàn thế giới đổ xô nhau về mua, muốn vào những chung cư này tại nó nằm ngay bãi biển đó bạn. Phía những cái nằm ngay bãi biển á là phải từ giá 1 triệu đô la trở lên. Một cái chung cư trong cái nhà lầu này là nó gần 3.000 square foot, tức là còn to hơn cái nhà 3 phòng. Mỗi một căn lầu, một cái căn lầu trên chung cư này là chỉ có hai hộ. Thang máy nó lên có chìa khóa chỗ nào nó lên tới cái lầu chỗ đó, tức là không có người nào vô được nhà bạn hết. Nó lên á thì nó mở cửa bên trái hoặc là bên phải tùy theo cái căn hộ bên trái bên phải, và một căn lầu là hai căn hộ. Còn có một căn lầu, có những căn lầu mà nó mắc tiền hơn á, từ 3-4 triệu đô la trở lên á, là một căn lầu, một căn hộ, không ai lên được. Phía ngoài đường vô là có bảo vệ, ở trong lobby có bảo vệ, muốn lên lầu mà là phải có chìa khóa mới lên được. Còn người lạ vô á là bảo vệ trong á
đưa lên trên cái tivi của mình để mình xem người nào ở dưới có cho lên là mới lên. Còn có cái, còn có những cái mà trên lầu mà một nguyên một lầu một cái xe, có khi là có cái là nó cho cái thang máy sẽ đem xe hơi gọi lên. Tại người giàu là họ đi Lamborghini, họ đi những cái xe mà Porsche, xe của họ là 300-400 ngàn một chiếc, để không có muốn đậu xe chung trong đậu xe với người khác thì họ đưa cái xe lên trên nhà họ luôn, là có bãi, có chỗ đậu xe riêng cho họ luôn. Thì mình sẽ cho các bạn đi xem. Đây là Sunny Eye, người ta nói là Millionaire City, ở chỗ này là chỗ của triệu phú trở lên mới ở được. Tuy nhiên là cũng có những căn lầu, những căn chung cư mà các hồi xưa trước khi thành phố của tỷ phú thì là cũng chừng 250 ngàn, 150 ngàn thì cũng mua được một căn nhỏ là căn chừng 700-800 square foot đó. Còn mình nói căn lớn của cái đại gia này là từ 3000 square foot trở lên. Mình sẽ đưa bạn đi xem. Chào các bạn, bây giờ bạn theo dõi mình nha, mình sẽ đưa bạn đi theo. Đầu tiên là mình cho bạn xem những chung cư của đại gia ở bãi biển. Ông Trump, cái tòa lầu bà trắng bên này là tàu Trump International các bạn, là ông Trump nè. Ông Trump cất là những tỷ phú từ những nước khác cũng lên. Tổng thống Mexico cũng có một căn trong này, phó tổng thống cũng có một căn trong này. Mà họ mua không có ở, họ mua để chơi, gia đình tới chơi ở, tại vì họ có nhà cùng toàn quốc hết. Mà tại sao thì người giàu lại thích ở chung cư bạn? Tại vì chung cư là chung cư sang, nó cũng to như cái nhà, họ cũng được quyền giống như cái nhà, không ai dám nói gì họ hết á. Mà họ có an toàn. Người càng là nhiều tiền, người càng chất cao thì sợ bị ăn trộm, sợ bị ăn cướp, sợ kêu con bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Thành ra họ chung cư như là có 3-4 tầng bảo vệ, họ không có sợ gì hết. Bởi vậy người giàu mua chung cư. Còn nếu mà có người giàu mà ở cái nhà bạc tỷ á, mình sẽ cho bạn coi những cái video sau, là họ có cái dùng của họ đó là có lính gác, có cảnh sát gác, có khi họ còn cho mướn cho người bảo vệ đó mướn một cái cất liền một căn nhỏ nhỏ ngoài đó, thì nó kêu là security gate đó. Thì cái trong cái nhà họ, trong phía vườn họ luôn, thì họ mướn một người chuyên môn về bảo vệ ở luôn cho họ luôn. Càng giàu là phải càng bảo vệ. Ở Mỹ đó là ăn trộm cướp cũng dữ lắm nha bạn, chứ không có dễ đâu. Nhưng mà họ tấn công những người đại gia, còn như mình thì họ chắc cũng không có lo lắm. Tuy nhiên là chung cư của mình là chung cư ngó băng ngoài đường, thì mình sẽ cho bạn coi về trong cái video sau, thì cũng có 2 tầng bảo vệ. Đây, cảm ơn bạn.